Chào mọi người, ở nước, ở trước mặt các bạn đây là một anh chàng ở quê đâu? Vĩnh Phúc. Vĩnh Phúc, vào thành phố Hồ Chí Minh phải không? Con đang sinh sống tại Đà Nẵng á. Sinh sống học tập tại Đà Nẵng. Ok. Hiện tại con đang chuyến đi trải nghiệm tại Hồ Chí Minh. Tình cờ gặp được ông Cầm Nguyễn ở đây ạ. Ông đã cho con, đây con là một cái niềm vinh dự của con được khi được gặp ông. Và rồi. Ông đã cho con những cái nhiều cái ý tưởng cách mạng, những cái lịch sử. Ông đã cho con khám phá và hiểu ra thêm. Cảm ơn con. Con sau khi ở Vĩnh Phúc vào đây thì con có cảm nhận về cái thành phố Hồ Chí Minh này không hả con? Con thấy ở Vĩnh Phúc con thì khá là yên bình không ạ? Và đây là cảm giác con nhộn nhịp hơn. Đời sống nó đa dạng hơn, nhiều con người khắp nơi hơn. Rồi. Và gặp được nhiều bạn đồng hành, từ người trẻ bằng tuổi con đến những người già hơn, thì các bố lão thì ở bên Bắc Sơn đây, và đến ông là người con rất là quý mến Kim Thủy mới gặp lần đầu. Vâng. Thế thì con cảm thấy là thí dụ một cái trường hợp này không bao giờ có, nhưng đặt trường hợp thí dụ có một người nào đó mà phá vỡ cái hạnh phúc của con thì con chấp nhận hay là không? Phá vỡ hạnh phúc của con à? Đấy là con về con hạnh phúc, con phải cảm nhận rằng phụ thuộc vào bản thân con nữa. Nghèo đói không có chỗ, chết trong nghèo đói thì mới là tội của mình thôi. Hạnh phúc cũng như vậy, nó là con đường khỏi điểm đến không ạ? Mà ông hỏi con một câu nữa như vậy nè, thí dụ như con vào thành phố Hồ Chí Minh, con có cảm nhận về thành phố Hồ Chí Minh là như thế nào? Như trước con chia sẻ đa dạng, là con chưa chia sẻ là thành phố Hồ Chí Minh khá đa dạng về bản sắc văn hóa, bởi vì nó là sự tha phương của nhiều người đến đây á. Như ban nãy con chia sẻ đấy thì nó cũng khiến nhộn nhịp hơn nè ở đây, nhưng mà con nghĩ một cái ở đây khó, cái là khá là tìm kiếm những chỗ yên bình nó hơi là khó, nhưng mà đây cũng là một đặc điểm riêng biệt của thành phố Hồ Chí Minh so với các tỉnh khác ạ. Có ưu về nhiều điểm khác nhau ạ. Cảm ơn con. Như thế là đầy đủ rồi chứ gì? Có là những người ở nước ngoài hay nói vấn đề là Việt Nam là xấu độc các cái, con có cảm nhận những người mà phát ngôn những câu đó như thế nào con? Không, trong cái này con không dám trả lời sâu xa vấn đề này. Con chỉ tóm gọn hai ý. Một là người ta cố tình, hai là người ta chưa được khai sáng mà họ riêng. Rồi. Về lịch sử Việt Nam mình. Chứ con không dám nói sâu về vấn đề này bởi vì ảnh hưởng đến vấn đề chính trị. Rồi, ok. Bôi ông hiểu. Có nghĩa là những cái điều mà chúng ta nên nói và chúng ta không nên nói. Vâng ạ. Có nghĩa rồi.